Xin chào, Đàm Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Đến với chương trình này, quý vị cũng đã biết rằng chúng ta sẽ có cơ hội ôn lại những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát mà chúng ta học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng mà thời gian trôi qua nó cũng mài mòn phần nào cái trí nhớ của chúng ta, nên đôi khi chúng ta sẽ không có nhớ hoặc nhớ mang máng, nhớ một cách mơ hồ. Vậy thì đến với Sao Hay Chữ, chúng ta sẽ được dịp nhắc nhớ lại những câu ca dao, những câu thơ nổi tiếng đó. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn khách mời của ngày hôm nay. Họ cũng đều là những người đàn em thân thiết của Đại Nghĩa thôi. Đó là ai? Xin mời các em. Đây, thưa quý vị, những gương mặt không xa lạ với chúng ta, những gương mặt đã mài mòn sân khấu cũng như là sóng truyền hình. Đầu tiên, diễn viên Basso. Xin chào. Tiếp theo, ca sĩ Thu Thủy. Xin chào. Canh này thì không biết gọn là cái gì bây giờ. Con chào thầy. Cái gì mà con với thầy ở đây? Cái vấn đề là anh không biết giới thiệu em ở cái lĩnh vực nào. Em kể giùm anh coi nó có bao nhiêu cái vai trò trong đó. Năm nay nhiều lắm anh. Ca sĩ nè. Chết. Ngày xưa đây nè, ca sĩ nè. Ngày xưa Nam Hy còn làm người mẫu nữa. Người mẫu. Rồi gì nữa? Diễn viên. Rồi gì nữa? Từ nãy giờ em nhớ MC. Làm gì mọi người buồn đó, sao mà ra đây mọi người nhắm vô em quá vậy? Đang tôn vinh em. Tôn vinh em, đúng không? Cảm ơn mọi người. Còn tiếp theo một cô ca sĩ mới tinh tươm, trẻ trung, xinh xắn, tóc đỏ mơ hồ. Em Nhất Khanh. Coi như là em út trong nhóm đó. Chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ ở đây để xác định ai là đội của ai, ai thuộc về ai. Okay. Cái trò chơi trẻ con, cái trò chơi mà hồi nhỏ mình hay chơi, hồi đi học đó, chơi cướp cờ. Thủy chơi với Emma, rồi Basso chơi với lại Nam Hy. Sau đó hai cái con người mà chiến thắng của hai đội đó tiến lên chơi thêm trận nữa, trận chung kết. Và cái người chiến thắng cuối cùng đó được quyền đứng chống nạnh, ưỡng cái bụng ra, chọn người mà mình thích. Ghê gớm, dễ sợ. Ghê gớm lắm, quyền lực lắm em. Quyền lực quá. Đồng ý chơi không? Dạ, ok. Chơi. Mời biên tập đưa cho tôi cây cờ để mấy đứa bạn tôi nó cướp. Các em thân mến, nhỏ biên tập đã đưa cho chúng ta một cây cờ cắm ở đây. Dạ. Đó. Bây giờ từng cặp thi, hai nữ thi trước, hai nam già quan bên đi. Đó. Hai em xuống đây với anh. Mang guốc cao rồi mặc váy nữa. Đã gì còn đeo bắp đầm nữa. Đi có khi nào nó dướng cái bắp đầm lại không trời? Sắn quần lên em. Anh Nghĩa có khi nào xin biên tập cho cái nét nhạc gọi là hoa anh đào đó để các bạn thi. Rồi đi chừng nào mới tới đó? Đi chừng nào mới tới anh? Hai em không được nhìn gì đâu. Các em sẽ quay lưng lại vậy. Dạ. Ha. Khi mà nhạc trỗi lên, yeah, và sau đó nhạc dứt một cách bất ngờ, à, là phải chạy liền. Đúng, là mình phóng tới một cách cuồng nhiệt. Mình chụp cái cờ, ai chụp trừ cờ trước thì người đó thắng. Vậy thôi, mời hai em vào vị trí, quay lưng lại. Music. Lên Thủy ơi, lên em ơi. Ôi, chưa. Trời ơi. Quẩy nè. Trời ơi, thiên hạ lại che cho các con. Dạ, thưa bà con cô bác, đứng lên, đi lên, đứng lên. Thủy ơi. Dạ, thưa tất cả các anh chị và các bạn, nữ ca sĩ Thu Thủy, nữ ca sĩ đã có gần 20-30 năm anh trong thấy, nghề. Anh thấy rõ ràng lý do tại sao hôm nay mang theo cái bóp rồi đó, thể hiện không cái tính vợ luôn. Anh đang suy nghĩ một điều, Thu Thủy không đi mặt, hát không từ mặt, khi mặt. Thu Thủy chừng 5-7 tuổi. Tính ra tới nay chắc cũng gần 40 năm đi hát, phải không em? Quẹo chứ. Vậy mà nhỏ kia em ma, nó mới vô nghề có 2-3 năm thôi. Chơi với bà chị mới chạy không lợi, bà già rồi. Bà có tuổi hơn bà già rồi. Rồi chưa kể, dướng cái đôi giày cao gót, cao không có bắp đầm nữa. Cao, mặt đầm thì ấy. Thôi chấp nhận đi cho nhỏ em phóng tới trước đi. Thò cái bàn tay ra, nắm con nhỏ em kéo lại. Nghe mà xem chút xíu té dập mặt vô rồi. Thấy một chút là em cắm cái đầu vô trong cái vỏ này. Cuối cùng lấy được cây cờ rồi đó anh. Bởi vậy tới đó thiên bất dung gian đó em. Mấy em mà sức trẻ nó cuồng nhiệt, nó vẫn giói cái tay ra mặc dù bên đây bị nhỏ chị kéo. Chích được cây cờ. Rồi mời hai gái qua kia đứng. Đó là cuộc chiến giữa hai cô nàng. Tiếp theo
Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Một người đàn ông đã có gia đình hai con, một người đàn ông đến giờ vẫn chưa có ai thèm ngó tới. Nhưng không phải là ế, nhưng mà bởi vì anh ta treo cái giá cao quá cho nên khó có người dõi tới mà thôi. Nam Hy và Baso, cuộc chiến bắt đầu. Âm nhạc. Như vậy mà đi mà liệu không bên, liệu không bên. Trời đất ơi, anh thấy chưa, cái này giống như chơi mà lấy thịt đè người vậy đó ha. Nhỏ này cái như đây à, mà bế lên lọn lọn vậy đó ha. Bế như, mà bế như con vậy đó. Bậy, bế như chú rể bế cô dâu vào phòng. Mà Nam Hy cái mặt đó, cái mặt nó biểu cảm sung sướng lắm. Không chịu bé, không chịu bé, không chịu đâu. Hai em thua cuộc, qua đây đứng đi. Trời ơi, đứng. Thôi em nghỉ khỏi chơi cái trận chung kết thì để hai người thắng người ta về đàn đội đi anh ơi. Em đồng ý á. Hai mệt quá. Em chơi, em chơi không lại anh ơi. Tại vì cái dòng mà mình chơi dở đó em, mình chơi chung một nhóm với nhau nó hợp lý, đúng không? Mà chắc chắc gì tụi em chơi này dở mà tụi em chơi kia giỏi sao? Thì anh chỉ nói là chơi này thôi. Ok không? Dạ. Ok anh. Ok, nói vậy thì bây giờ trước khi mình chơi chính thức với nhau á, mình đặt tên đi. Tên, tên à, đội tên đi. Tên gì? Dạ. Tim bùng nổ được không? Tim bùng nổ đi. À, bùng nổ đi. Bùng nổ đi. Bên đây. Vui vẻ không quạo đi. Chơi vui không quạo đó hai chữ nè. Không quạo nha. Không quạo. Không quạo. Không quạo nha. Hứa nghe. Không quạo. Rồi, không quạo. Và thưa quý vị, hôm nay sẽ là một cuộc tranh tài giữa đội bùng nổ và đội không quạo. Và mời các em bước vào vị trí, chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi đầu tiên đi. Chương trình của chúng ta sẽ có tất cả là 3 vòng thi. Ở mỗi vòng nó sẽ có những cái câu khác nhau mà tất cả đều là câu ca dao hoặc là những câu thơ rất là nổi tiếng mà chúng ta có thể đã từng học qua cái hồi mà chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Và mỗi một câu như vậy sẽ được che lại bằng những dãy số, những dãy ký tự. Các bạn, đầu tiên sẽ được anh Hào Phóng tặng cho mỗi đội 20 triệu một dưa cắn chơi. Trời ơi, nói vậy thôi chứ thiệt ra nó là tiền vốn chứ đừng có một dưa cắn hết tiền. Nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn muốn đoán được cái câu đó là câu gì thì ít ra phải có gợi ý chứ, đúng không? Dạ. Yeah. Mình phải bỏ tiền ra mua 20 triệu đó. Dạ. Yeah. Yeah. Và nếu như các bạn mà đoán đúng được cái câu của mình rồi thì thiệt nhanh phóng lên đây giật cái dùi, gõ một cái pen chi biết không, giành quyền trả lời. Và ở đây mỗi một bên các em sẽ thấy có một tấm bảng như thế này, cầm lên coi đó. Đây, khi nào các em cần đến những cái quyền trợ giúp thì các em hãy giơ tấm bảng này lên. Có 3 quyền tất cả trong chương trình dành cho các em. Quyền đầu tiên đó là mua miễn phí. Quyền thứ hai là quyền trả lời miễn phí. Đó. Quyền thứ ba mới đặc biệt, quyền cấp vốn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên, vòng khởi động. Chào đón tất cả quý vị đang đến với vòng đầu tiên, vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Và bây giờ xin mời câu hỏi đầu tiên. Mời ô chữ. Đó. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Nhiều dữ. Bây giờ anh sẽ ưu tiên cho đội thua ở cái trò chơi trước. Được mua trước. Mua trước nha. Ừ. Mua A6 với lại B6 anh. Mua có 2 ô thôi hả? Nữa hả? A1 đi. Ok không? A1. A1, A6, B6. Bên đội bùng nổ. Mua ô nào? Không mua luôn. Không được, phải mua. Đừng có chơi vậy em ơi, ta mua tới 3 ô mình không mua ô nào có được. Trời, 1 triệu rưỡi là tới hả mấy hộp sữa luôn á. Nhưng mà em có thể lấy được 10 triệu. Rồi, chữ B1, A4 với lại B8. B1, A4, B8. Như vậy là hai đội đã mua mỗi đội 3 ô. Cảm ơn các bạn đã rất hào phóng chi tiền.
Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý. Câu ca dao là kinh nghiệm dự đoán thời tiết của người xưa. Mời ô chữ. Ai biết chạy lên bên trái luôn. Nhanh nhanh. Yes. Dô trước. Tốn 1 triệu. Nhưng mà anh thấy đáng không? Yeah. Quá đáng luôn anh. Chị nghe thời tiết là chị biết rồi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Mời em đọc. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Chốt không? Chốt. Không sợ là có dị bản nào hay sao? Trời, làm gì có trên đời có dị bản nào anh? Anh thử đọc một cái bản dị bản nào thơ khác đi. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì thấp, bay vừa thì thôi. Có cái chữ râm rồi mà. Nhưng mà anh nói là nó có cái dị bản vậy đó. À ok, vậy là không thể nào là cái dị bản được. Chắc chắn 100% à. Là đáp án chính xác. Mười triệu, trời đơn giản, thấy không? Nãy em mà tiếc tiền, em không mua ô chữ, sao em có được 10 triệu? Hồi nãy em ngồi em suy nghĩ có nên mua hay không. Nhưng mà phi cho cùng thì bỏ ra 1,5 triệu nó không đáng anh. À, đó. Bỏ ra 1,5 triệu nó không đáng, tại câu này dễ quá. Câu số 2, mời ô chữ. Đó. Câu này không biết nè. Đội thua, bên đây, mình mua trước đi. A1, A6, B6. A1, A6, B6. Chơi còn vậy bên đó đây hết vui nổ. Để chơi cho khác đi. Vậy mình A2, A3, A5. Ồ. Ủa mua dồn hết câu trên vậy luôn hả? Chơi vậy luôn. Tại sao câu dưới nó dài hơn, nhiều từ hơn không? Thì tại dưới. Vì mình cho rằng là sẽ có những cái dị bản khác nhau. Em Ma đồng ý không? Sao Ma Bezo nói gì em cũng chịu hết trơn vậy, sao dễ dãi vậy? Dạ, em mới đem 10 triệu về cho nhà em mà anh. Dạ đúng rồi, cho nên là chắc là em sẽ nghe lời em Bezo ở trong vòng đầu. Ô cưa. Gợi ý, câu ca dao mượn hình ảnh các kim loại quý để tỏ bày nỗi mong chờ gặp mặt người yêu. Mời ô chữ. Hay không? Mua dồn hết bên trên, ở bên dưới trống quơ trống quát. Nàng vẫn nguyện theo chàng về dinh đồ, các kiểu đại loại vậy đó. Mà kệ mình, ai chạy lên tốn 1 triệu đáng chịu. Dù sao? Ai cho bạc cho vàng, lòng thiếp hay là lòng thiếp nàng. Lòng thiếp vẫn nguyện theo chàng về dinh, về dinh. Mong chàng ngày lòng, đêm lòng thiếp ngày dịch. Đêm đồ lòng nàng lòng câu dưới là câu 8 từ theo, mình cần phải đi. Mua đằng này. Ôi, mua dồn đi. Hết câu đó trên tại nhưng đó. Mà nếu như không có mua ba cái câu trên thì cũng không biết cái dù vàng là cái gì. Thôi tí nữa em cản anh vậy chung em cản chị khó cản nha, chứ câu này không biết rồi đó. Sao nếu như hai đội không có đáp án ở đây thì chúng ta sẽ khép lại cái lượt mua này và mở ra một cái lượt mua mới. Các em được mua thêm 3 ô nữa, đồng ý không? Đồng ý chứ. Đồng ý đi anh, tại câu này lạ quá. 1,5 triệu rồi có mà. Có thể là các em không cần phải mua hết 3 ô, mua 1-2 ô gì đó thôi. Đó, mỗi bên mua 2 ô chẳng hạn cũng ngon. Như vậy là cả hai đội không có đáp án. Chúng ta sẽ mở ra một lượt mua mới. Mời bên đội bùng nổ mua trước. À, em mua B2, B4. Thôi mua ít thôi mua. Giàu mà em mới vô được 10 triệu đó. Rồi. Đừng nghe thiên hạ đốc vô. Bên đây mua bao luôn. Ừ. B2, B4, B8. B2, B4, B8. Bên đây. Bên kia cũng mua bao còn lại à. Phải chạy cho nhanh nha. Bao còn lại là chạy nhanh đó. Rồi chuẩn bị tư thế nha mày ngồi. Em à, mày kéo thích ghế lại mà. Thắng này bớt bớt. B1, B3. Ừ. Với một cái nữa. B7. B5 đi, ngon hơn. B5 ngon hơn hả? Nghe lời anh đi. Ok, B5 luôn. B1, B3, B5. Ok. Đó. Coi như là mỗi nhà đều mua bao mở ra một cái, thế nào mình cũng sẽ đoán ra. Rồi, chuẩn bị chạy nha. Mà ai cho. Mời ô chữ. Chạy. Chạy. Nhanh lên. Dù em ai cho bạc cho vàng. Em đoán là dù ai cho bạc cho vàng chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay. Ủa sao chứ hôm nay bỏ nhẹ vậy? Hôm nay. Chốt hôm nay luôn. Chắc chưa? Ngày nay. Thấy sai đó. Hôm nay. Chốt không? Không, hôm nay em không sao. Hôm chốt nay. Chốt bên nhà giàu mà. Nè, dạ, sai một cái là mình mất nhiều tiền lắm nha. Là mất nhiều anh? Thì đó, nãy giờ mua nhiêu rồi gõ chiên mất 3 triệu nhưng gỡ lại mình lỡ đúng mình có được 10 dù triệu. Dù ai chờ cho bạc cho vàng chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay ạ. Ok, chốt không? Chốt luôn. Chốt à? Trời, lấy 10 triệu mà anh. Đừng hối hận nha. Không bao giờ hối hận. Câu này khó nè.
Dù ai cho bạc cho vàng chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay. Nghe kỳ kỳ ha. Nghe cũng được mà. Nghe cũng đúng mà. Nghe cũng vần vần. Nghe thì có vẻ đúng nhưng mà nếu mà câu ca dao xưa thì cái chữ hôm nó hơi kỳ. Đại quá. Đúng rồi. Chứ theo em sẽ là chữ gì? Mặt chàng bữa nay hả? Bữa nay nó còn hiện đại hơn. Bữa nay, sớm nay. Chàng. Sớm nay. Sớm nay nghe cũng hợp lý. Sớm. Đây rồi. Là đáp án chính xác. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, mở ra trơn cái trời được còn gì nữa. Không, nhưng mà cái chữ rõ ràng là hôm nay lạ quá. Sớm nay nó cũng có những cái lỡ đâu có những cái dị bản mà nó đúng theo cái đáp án sao được, đâu có biết được. Sao giỏi quá vậy, bên kia giỏi quá. Dù ai cho bạc cho vàng chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay, mang về cho đội bùng nổ 10 triệu. Ôi, dễ mà. Không quạo, không quạo nha. Chơi không quạo nha. Chơi không quạo nha. Không quạo, không quạo. Không quạo, chơi không quạo nha. Câu số 3, mời ô chữ. Phải nhanh lên. Chọn trước đi. Nhà mình nãy giờ có bộ hao tốn hơi nhiều. Nãy giờ em chọn xui quá. Thủy chọn đi. Chị Thủy chọn. A3. A3. B3, B5. B3, B5. Đi cho dễ. Bùng nổ, sao? A1. B8. B8. Hay là B1. A1, B1, B8. A1, B1, B8. Gợi ý. Dạ. Yeah. Mời các bạn nhìn lên màn hình. Đây, hình ảnh đây. Hình vẽ một con chim sẻ bay trên trời. Đó, con chim sẻ đang bay đậu trên cành cây đó. Một con chim hoàng anh ở trong lòng. Câu ca dao nói về ước mơ lớn nhất của con người là được tự do. Có so sánh với hai loài chim. Khó. Mời, ô chữ. Còn là hoàng yến trong lòng. Hình ảnh là con chim sẻ và chim là hoàng anh. Chim sẻ tự do. Còn hơn là còn hơn là còn hơn làm. Trời ơi. Giỏi dữ vậy. Đại gia vậy. Trời ơi. Quá giỏi. Không lẽ không đúng. Đúng không? Không lẽ không đúng. Anh thử nói thử coi, anh nói vậy thử coi. Lúc đầu dạ. Kêu là không biết gì mà đúng là thà làm chim sẻ ngoài lòng hay ngoài tự do. Thà làm chim sẻ tự do còn hơn làm chim hoàng oanh trong lòng. Chốt chưa? Nghe nó sai sai, nó không có được bay bổng tự do đồ theo cái thể thơ lắm, anh ha. Cảm giác giống như kiểu gượng ép của anh ha. Ca dao có chữ tự do nghe nó ngược. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm chim hoàng làm con hoàng yến. Làm chim hoàng oanh. Ôi, trong có, lòng. Hồi nãy là chơi trong lòng rồi, không có trên cành đây. Chốt rồi chưa, chưa chốt mà chị chưa. Bây giờ chốt nè, chốt nè. Thà làm chim sẻ trên cành. Trên còn... cành hồi nãy nói đâu phải trên cành đâu. Chưa chốt chị. Chưa chốt. Chốt. Chơi không quạo nghe rồi. Chơi không quạo chị. Chị không quạo. Là chị cả ở cuộc chơi này luôn á. Chị em chơi không quạo. Em hết rồi ba câu. Còn hơn là con hoàng oanh trong lòng. Chốt chưa? Chốt luôn. Anh đọc lại câu của Bazo nha. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm con hoàng oanh. Làm chim là còn hơn, còn làm, hơn chim. Làm chim hoàng oanh trong lòng. Đây là đáp án sai. Chết. Cơ hội dành cho đội mình nha. Chim sẻ. Nó là vấn đề nằm chỗ này. Chim sẻ trên cành vậy còn đấy hoàng, lên hoàng, lên hoàng, con này chim gì hoàng hoàng oanh trong lòng lên đi. Trả lời miễn phí đi anh ơi. Trả lời miễn phí, ok. Nam Hy đọc xem. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm con hoàng oanh trong lòng. Nãy bên đây là chim hoàng oanh, đây là con hoàng oanh. Đây là đáp án sai. Sai luôn hả? Sai luôn. Vẫn sai luôn hả anh? Sao bùng nổ. Có đáp án không? Trả lời miễn phí đi. Hả? Trả lời miễn phí luôn hả? Vậy mình trời ơi, chứ tốn tiền chi uổng. Sợ gì mình vừa mới thắng hai vòng mà anh. Vậy là chơi luôn hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Chắc không? Nè, chắc mình à. Đi một cách tự tại khoan thai nè. Mình như một nho sĩ nè. Nho gì? Hay chùm nho. Ủa sao gõ nhẹ vậy? Đập mạnh lên cái tự tin nè. Đó. Đọc anh nghe. Ok. Thà như chim sẻ trong lòng còn hơn làm con hay chim đây anh Baggio? Vẫn giữ nguyên tinh thần là chim. Thà làm
thà như chim sẻ trong lòng còn hơn làm chim hoàng oanh. Thôi cực kỳ hả? Thà như chim sẻ trên cành. Con đi. Còn hơn làm con hoàng oanh trong lòng. Con nó cũng sai sai ha. Con nó cũng kỳ ha. Cái đáp án đầu tiên của mình là gì? Đáp án đầu tiên của mình là thà làm. Không, con hay là chim hay là con? Đáp án đầu tiên của mình là chim. Em đọc là chim nha. Ok. Thà như chim sẻ trên cành còn hơn làm chim hoàng anh trong lòng. Ok, chốt. Chốt, đây là đáp án. Sai. Sai nữa hả? Trở lại bên đây. Sao? Muốn mua không? Dạ mua. Em có muốn mua bằng cái quyền mà miễn phí không? Mua anh. Mua. Miễn phí đúng không? Dạ. Vậy là mua miễn phí. Mua miễn phí. Ô nào. Tức quá ngoài không ra cái con này. Ô nào. B4 đúng không? B4 hay là mình là B7? Mua ô nào, B4 hay B7? Em biết một từ, đó, em biết từ đi. B4 đi. B4. B4 anh ơi. Chuẩn bị lên gõ chiên nha. Em gõ nhanh nhanh thôi chị gõ. Em gõ cho. Rồi lẹ. B4, mở ô chữ. Kiếp. Trời ơi. Đọc lại nghe xem. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm kiếp hoàng oanh trong lòng. Nghe nó có vần bằng vần nghe đắc, nó hay liền. Nghe nó hay liền. Nghe nó hay liền đúng không? Ủa mà khoan, chốt không có đã? Chốt. Chắc chưa? Chắc. Nãy là còn em đó là chữ chú. Chắc anh. Chữ chú cũng. Em không sợ là nó có một cái dị bản nào sao? Nữa hả? Lúc đầu là em đoán hơi là chữ chú. Nhưng mà thôi em nghĩ là biết đâu nó cái sẽ chữ đó cây là dao. Thà như. Thà như chim sẻ. Không, tại vì ở dưới nó làm rồi, ở trên phải làm theo. Chứ tự nhiên ở trên nó như, ở dưới nó làm. Không lẽ hai quá. Cái làm liên tục. Thường là thơ lục bát, ca dao nó có cái sự lặp lại như vậy đấy em. Ủa vậy hả? Ừ. Đây là đáp án chính xác. Không gì một cái quyền này là còn không có nghĩ ra luôn á. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm kiếp hoàng oanh trong lòng. 10 triệu dành cho đội Hổng Quạo. Thôi vậy đi cũng đỡ em. Không đỡ, không đỡ. Có tiền là nha, vui à nha. Câu này nó cũng hơi vất vả cho mình ha. Sử dụng hết cả hai quyền là luôn. Kiếp. Kiếp. Tốn mớ tiền còn mà hơn kiếp làm... là đúng hơn á. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng mình nghe cái âm nó đúng, nó hợp lý. Thà làm chim sẻ trên cành còn hơn làm chim nó bị ngang. Còn hơn làm chú. À, nãy em nói chữ chú nhưng mà nó lại không đúng với cái từ này. Đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã hết vòng đầu tiên. Kết thúc vòng 1, đội Hổng Quạo số tiền thưởng 23 triệu đồng. Vẫn là không có bị thâm vốn mà được đâu. Được rồi, lời 3 triệu. Đội Bùng Nổ, các bạn thật sự bùng nổ với 30 triệu đồng. Em nhiều tiền dữ vậy. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ ngay bây giờ. Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ 2 của Sao Hay Chữ. Và vòng này chúng ta có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bản thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng, bước vào vòng 3. Và bây giờ xin mời câu hỏi đầu tiên, ô chữ. Đây, vẫn ưu tiên cho đội Hổng Quạo. Số tiền đang thấp hơn, chọn mua trước đi. Chọn đi. Em vẫn thích A1. A1. B4 kìa. B4. Đi B7. B7. À. A1, B4, B7. Sao bùng nổ? Em sẽ chọn là A2. Ô, cái chữ A6 bây giờ nó ngon lắm nè. A6 bây giờ ngon. A2, A6. Đúng rồi. Bây giờ B6 là ngon luôn. Ừ. A2, A6, B6 đúng không? Hay, đôi bùng nổ chọn cái A6, B6 là chiến lược đó. Gợi ý nha. Câu ca dao là lời khuyên về đạo hiếu của kẻ làm con. Mời ô chữ. Muốn trao đổi mua bán gì không?
từ từ em phải nghiệm ra được đâu đâu cái cái đó cái đã từ từ. Đó là về tình cha đúng không? Tình cha con, tình mẫu tử. Sao các bạn có đáp án không? Nếu không thì chúng ta sẽ mở lượt bán tiếp theo hoặc các bạn có thể mua bán với nhau. Chắc là phải mua thêm. Chắc phải mua thêm. Mua thêm chứ mua bên đây hả? Không mua bển, ở bển cũng bí lù à. Không, nhưng mà nếu như bây giờ các em mua ô chữ bên đây đã mua rồi, nhiều khi mình có gợi ý mua bên đó không chị? Mua thử A6 không? Dạ. Thương lượng đi. À. Thương lượng nó là bán mười mấy triệu rồi mình quạo thiệt luôn á. Thôi, thôi. Không, em hứa với chị em không bán mười mấy triệu. Nếu không chúng ta mở lượt mua mới. Wow. Mở lượt mua mới luôn. Mở lượt mua thứ hai. Lần này mời đội bùng nổ mua trước. Em chọn A4 ạ. A4. B3. B3. Cái này. B8 ạ. A4, B3, B8. Bên này có muốn mua không? Trời ơi. Chọn hết trơn rồi con. B1, B5 hả? Đúng. Đúng rồi. B1, B5, A3 luôn đi chị. A3. A3, B1, B5. Rồi. Mời ô chữ. Mua. Đúng không? A6 với B6 nó sẽ phải là vần với nhau đó. Nhưng mà A6, B6 bên kia ấy. Mua một từ thôi. A6 thôi. Bán không? Bán không? Bùng nổ rồi. Ơi, bán chứ. A6 bao nhiêu? Lâu quá rồi, bán chứ. Trời ơi. Rồi, có bên đây có mua không? Chị muốn mua cái gì của em nè? A6. A6 đi em. Muốn mua A6 em hả? A6 quan trọng không? Không quan trọng. Trời, đối với em không quan trọng cái từ đó. Không, vấn đề là A6 từ này nó có quan trọng trong câu này hay không để bán cho người ta nè. À, thật ra thì em nghĩ là có đưa cũng bệnh cũng biết. Trời ơi em ơi, em dở quá, em đang bán hàng người ta. Em phải ca ngợi cái từ A6 là cái từ không, mà nó quan trọng khủng khiếp. Cái đó là cái miếng ngược của em anh ơi. Trời ơi, anh lọc hết rồi là em chết liền. Ta dân đi chợ mà. Bán nhiều. Bệnh còn nhiều. Bán mà sao cho bên đây đừng có ổng quạo nha. Bây giờ mình xác định mình bán bệnh xong rồi mình mua lại cái gì mới quan trọng. Đúng chứ. Câu này em thấy khó. Khó, chưa ra được á. Thôi cứ bán cho họ đi, cho họ. Bán cho họ chứ, ừ. Lẹ nào. Bán cho họ để mình mua lại 500 thôi. Bán tình nghĩa đi Patro. 500 cũng có, thôi. Chị cũng có con mà em. Trời ơi, giờ mẹ con. Đem con ra. Ừ. Để mua được con, để mua sữa, mua sữa. Để tiền mua sữa hai chị em mình mua sữa chi đâu. Bán 5 triệu đồ đi. Ừ, bán 5 triệu. Trời ơi, người ta còn có 2. Bây giờ trả giá đi. 5 triệu. 500 một hồi. Cái khi tôi mua cái bà nâng giá lên 5 triệu không, sao? Làm người ấy làm vậy em. Gian thương. Không, bọn em bán giá 5 triệu. Chị đâu có nói với em thì nói bắt giờ là tại vì hai đứa đều là có gia đình có con. Dạ. Mà em mà độc thân em không bao giờ hiểu được nỗi lòng cha mẹ. Anh quên hello. Anh quên nhớ một điều. Lẹ đi. Không, giá em bán đưa ra phải 3 triệu. Đúng rồi. 3 triệu. Thôi, 1,5 triệu hết giá rồi đó. Sao? Rồi bây giờ bán 1,5 triệu đi em. Okay, chị okay, em với thôi. Nhau trong ngày. Tụi chị em... là chị cả mà không lẽ bây giờ chị làm chuyện xấu đúng không? Nhưng đúng mà rồi. Chị hứa là tí nữa tụi em có mua lại chị phải để giá tốt cho tụi em nha. Đúng rồi, phải coi thái độ nữa. Đó, thái độ chị rất chân thành với tụi em. Đó, nhưng mà đó như bé này nè, nãy giờ nó không có chịu chân thành với chị em. Dạ. Ok. Đó, nó chưa gì nó đòi 5 triệu rồi. Tôi giận, tôi để trong lòng. Rồi, tôi bán. Vô. 1,5 triệu đúng không? 2 triệu. Thôi, 1,5 triệu được, có trả giá. Thôi mệt quá, chị trả giá hoài. Bắt rồi. Em trả giá. 2 triệu. Dứt giá. 2 triệu là dứt giá. Em là 2 triệu rồi, chị lên gấp đôi đó. Chị lên gấp đôi, không bán, em không mua. Em mua là em chết. Vậy giờ em bán luôn, lưu lên. Đi mua bán đang trời, đang ngon lành. Đang ngon lành, chơi chơi. Mua bán mà thái độ chơi, chơi càng chơi càng đầu vậy. Thôi, ngồi xuống anh ơi. Em quạo quá em. Em không có ngồi xuống nha. Em quạo, em xin lỗi chị. Giờ bán 1,5 triệu rồi, thôi dứt giá. Okay, 1,5 triệu chấp rồi. Nhận giá bán 1,5 triệu đóng ô bên bùng nổ lại mở bên đây lên. Trời ơi cũng trời ơi, ngon lắm em. Vô. Ê bển bán lại nè. Ấy mày cũng mua chứ bộ. Mua ôi nào. mua B4. B4 hả? Không. Đấy hả? Giá 1 triệu thôi của nha. Của nó là vậy nè. Em biết rồi. B4 kìa. Tao muốn mua B4 kìa. Bán cho tụi em B4 đi mấy anh chị ơi. Chưa chân thành lắm. Cảm thấy chưa vui. Giờ dở mặt nè. À, giờ tới phiên rồi dở mặt. Trời ơi, chị... có thế nó có khác chứ. Tại rất... chị này nãy muốn chết luôn. Ủa em... tự nhiên em hay cầu bán đi anh chị. Dạ. Anh em, chị ơi. Em rất mong là anh chị có thể bán cho em. Có thể bán cho tụi B4, em một cái giá thật với là giá dễ thương. 1,5 triệu không anh chị ha. 2 triệu em, 2 triệu chứ. Cái ôi bốn rất quan trọng. Đúng rồi. Quan trọng là sẽ không thể nào đoán ra được. Chắc chắn luôn. Chị không bán.
Chị không bán hả? Bán cái ô khác đi. Ồ chị, chị có quyền. Thôi bây giờ 2 triệu. 2 triệu. Đằng nào cái từ này em cũng đã biết rồi đúng không? Thì em nên bán 2 triệu rưỡi. Quan trọng thì bán. Nè chị là mẹ rồi, chị cũng phải biết rằng là cuộc sống mà. Hồi nãy bây giờ coi như là em cho chị 500 ngàn rồi đó. Hồi nãy em mua chị cái ô kia. Chị cái này em biết, cái này là cái mà từ khóa. Ê, để chị, em cái mở từ A6 cái từ A6 rất là quan trọng. Không có ra được cái gì luôn. Trường bây giờ là do khả năng năng khiếu của chị chứ không phải là do cái gì. Cái từ trọng tâm chính giữa quan trọng. Trong những tập trước đã từng có người mua một từ với giá 7 triệu rưỡi. Không phải cao. Không cao nhưng mà không. Không sao, bây giờ mình chấp nhận một lần mình chịu thiệt. Em biết sao. 2 triệu rưỡi. Ok, em mua 2 triệu rưỡi. Người ta chấp nhận mua 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Mình làm mẹ nha. Giao dịch thành công. B4 đóng lại bên đây. Trời ơi, khổ ghê. Bỏ ra bên kia. Đó. Thấy không? Cái từ đó có bao giờ em nghĩ ra được không? Có, bây giờ bắt đầu nghĩ ra rồi đó. Trời ơi, giỏi vậy. Nè, nhớ từ này nó từ gì nhớ, không? Nhớ. Rồi, từ này trước là gì? Đoán được không? Đang. Bán nào, bán không? Em ơi, vẫn bí em ơi. Chị vẫn bí hả? Em ra chưa? Sao bên chị dở quá vậy? Lần đầu tiên. Ra vô bấm đi. Em vẫn cũng dở mà. Thôi khỏi luôn. Bán đi. Bán em không bán, bây giờ không bán. Không bán thì cứ làm đi. Từ rồi. Bí muốn chết. Để làm chi? Chị mua cái ô nào? A4. A4 đúng không? Bán đi. Rồi bán. Ừ. Bán gì? 7 triệu. Trời ơi. Rõ ràng là hiện giờ nếu như em đang nắm rất rõ lợi thế, em đang mò cái câu cho nó chính xác, chỉ sợ nó sai 1-2 chữ thôi. Cái câu cho A4 nên này, cái chuyện mà em đưa ra cái giá này là hợp lý. Tại không vì hợp lý gì hết trơn. Bây vậy giờ em đang hơn chị mà. Nếu như em mua cái giá 7 triệu này đúng là mắc thiệt ha. Nhưng nếu như Bazo lên đây mà gõ chiên đoán á, nếu mà sai thì mình sẽ có rất là nhiều những cái từ gợi ý ở đó. Hồi nãy chị bán em có 2 triệu rưỡi, giờ em chặt lên dữ thời quá. Thời thế thay đổi rồi chị. Thời thế đâu, chị thấy em là em. Để em. Em đưa ra giá đi, muốn mua nhiêu? Bác vô tình nghĩa anh em mình. Bác vô lôi tới cái tình nghĩa ra luôn hả? Hai hơn 10 năm trời. 12 năm giờ mới gặp nhau đúng mà nó rồi. Chặt 6 triệu rưỡi. Câu có chữ A4 là 7 triệu. 6 triệu rưỡi dứt giá. Còn nhớ ngày xưa hai tụi mình còn nhỏ không? Càng nói nữa là 7 triệu rưỡi. Anh ơi, cái ô A4 này rất là quan trọng nha. Đúng. Nó rất là quan trọng cho nên tụi em mới bán cái giá đó đó. Quan trọng thì cũng phải có quan tình trọng người em ơi. Mình xong cái game này rồi mình còn nhìn mặt nhau chứ em. Nhưng mà cái chữ này nhìn mặt em nhau. Đoán là anh chị không bao giờ có thể đoán ra được cho nên em giống bán. Giống như cái chữ B4. Giống như cái chữ B4, tụi em cũng không thể nào đoán ra được chữ đó. 2 triệu rưỡi. Đúng không? Bây giờ lên 3 triệu rưỡi ok không? 3 triệu rưỡi, bán đi. Không bán. Không bán thôi khỏi. Cho đáng bán luôn. Đi ba xô ơi, em không bán người ta mà. 3 triệu rưỡi đối với em nó chỉ là một con số nhỏ. Tại vì sao cái công việc em đang cần mua nè, anh chị nói không? Em nè, không bán thì hai đứa ở lại chơi đi chị. À, với okay. Nam Phi đi về bán luôn. Bán 3 triệu rưỡi. Không, 4 triệu. 4 triệu hả? 4 triệu. 4 triệu là cái giá. Ok không? Ok gì? Ok. 4 triệu. Khoan, nhưng mà khi mua khách hàng khi mua rồi kìa, cái mặt thái độ đàng hoàng chứ anh. Mặt cười cười lắm. Đó, chị đang tập trung. Ý, phải giao dịch thành công. Giao dịch phải thông kìa. Ra tiền mà sao mặt vui được em? Mở. Thấy không? Nam Huy ơi, tình nghĩa của anh em mình bây giờ mình cần trao đổi nè. Cho ta nói đi, mệt quá. Ta đang tính nè. Bỏ tiền ra không cho tính tán gì hết nha. Gì hả? Cái vậy thì bây giờ này. cái này là mình nắm rồi nè ha. Cái này mình cũng nắm rồi ha. Có ai lên gọi chiên không? Em muốn trao đổi với lại bên kia một lần. Em muốn trao đổi B1. B1 bên kia sao? Thủy hả? Dạ. B1 kìa. B1 là tụi em mở ra được hết rồi còn gì nữa. Đâu. Em ra một cái giá duy nhất và không bao giờ thay đổi. Không có chuyện đó, chị ra giá em mới được quyền trả, còn em ra là khỏi bán. Còn nếu cái giá này em đưa ra em đảm bảo chị sẽ thích. Bao nhiêu nói và chơi? Chị có lời. Nói chơi thử 5 triệu. Hơi ít. Dẫn lời nha, nãy giờ giao dịch là lời đó. Ok. Giao dịch. Chơi luôn, giao dịch luôn. Thành công. Sao người ta dễ dãi không? Nhớ nha. Đóng B1 bên đây lại, mở B1 bên đây ra. Gọi chiên, phóng lên. Em dùng quyền gọi chiên miễn phí à? Dùng quyền trả lời miễn phí. Chấp nhận. Em à, gọi chiên. Thủy, chú ý lắng nghe nha. Nó sẽ có những cái từ mà mình cần phải biết đó.
ai đâu chối bỏ tuổi già, gối đầu ai sửa ấm trà ai nâng. Ai đâu chối bỏ tuổi già, gối đầu ai sửa ấm trà ai nâng. Ai nâng. Chốt không? Chốt. Chốt ạ. Đây là đáp án sai. Sao? Bên này có gỏi chiên không? Rồi, gỏi chiên. Chị Thủy ngồi xuống. Đi đâu mà bỏ mẹ già, gối đầu ai sửa chén trà ai lo. Chốt không? Mình đã đọc lên rồi, 5 giây thôi. Chốt. Chốt, đây là đáp án sai. Sai. Sai hai từ thôi. Nãy bên đây đọc không chịu để ý nghe. Để ý rồi. Vẫn còn sai. Mời ba xô. Tốn tiền chơi nè. Đi đâu mà bỏ mẹ già, gối đầu ai sửa chén trà. Trà ai nâng. Đây là đáp án sai. Đoán luôn hả? Ai biết đâu. Sao? Sai một từ thôi đó nha. Nãy bên kia là sai một đại từ thôi đó. Đại đi, đại đi. Đi đâu mà bỏ mẹ già, gối nằm ai sửa chén trà ai nâng. Đây là đáp án sai luôn. Trời ơi. Ba số, em còn một quyền mua miễn phí, em muốn mua không? Mua. Mua B2. B2 ạ. À? Không mua A5 à? Trời, mua A5 chi nữa em. Trời ơi. Mua B2. Mời ô chữ. Rồi đi lên luôn đi bác. Lên luôn đi, lên em luôn ơi, đi thắng bác. Rồi. Trời ơi, cái chữ khó. Trời ơi. Trời ơi, khó thật sự. Đi đâu mà bỏ mẹ già, gói nghiêng ai sửa, ấm trà ai nâng. Cái gì? Chén trà ai nâng. Chốt chưa? Dạ, chốt. Đây là đáp án chính xác. Trời ơi. Rồi tốn, tốn nhiều cái neuron suy nghĩ quá. Gối nghiêng ai sửa, đúng nghiêng, rồi. Gối nghiêng mới sửa chứ em thế nào. Gối nằm sao sửa được. Gối nằm sửa chi? Ừ. Cái gối nó nghiêng thì mình mới sửa cho mẹ. À đúng rồi. Và đáp án đúng. Mặc dù rất vất vả nhưng các bạn đã giải mã được cái câu ca dao này, mang về cho mình 20 triệu đồng. Tiếp câu số 2, đây là một câu ca dao rất quen thuộc. Mời ô chữ. Anh mời hổng quạo trước nè. Chọn ô chị. Ô chiến lược, ô chiến lược. Cho nó đắc địa đi. Đi chị, thiệt. A6B6. A6B6. Nè. Thêm không? Ừ. Ở B3. A6B6 và B3. Đúng không? Hay là A2. Lấy bỏ B3, lấy A2. Rồi, chốt. A2, A6, B6 nha. Dạ. Chốt đây. Không, thật ra cái A2 nó cũng à, cái A2 người ta có rồi. Thì mình lấy cái khúc giữa đi. Cái khúc giữa nãy bây giờ mình chết là chết khúc giữa. Rồi em mua A4. B2. B2 với lại B B8 không? B8 là chiến lược. B8 ạ. Ừ. A4 B2 B8. Gợi ý. Câu ca dao thể hiện tấm lòng của người nông dân với nghề. Mở ô chữ. Trời ơi, cái gì ta? Câu này quen quá à, bí quá. Lớp hồi cấp 2 mình có học sách giáo khoa môn văn. Câu này em đã nghiệm ra được phân luôn rồi. Em đã nghiệm ra được phân nửa rồi mà. Cái gì đầu tiên á? Cái gì sao? Nói chung là bây giờ các bạn có đáp án hay không? Nếu không mình mở lượt mua mới. Mở lượt mua mới đi. Là mua mới đi anh ơi. Mua mới nha. Mua mới xong rồi mình trao đổi sau. Đồng ý không? Không bảo. Dạ. Mua mới nha. Mua mới không? Mua luôn. Mới hay trao đổi nè? Thôi, không mua mới đâu. Em mua của chị đi, chị lấy tiền chứ. Nãy giờ chị hẻo quá rồi. Trời ơi, phải chơi phải tính quá. Vậy thôi tính mua chứ. Mới ha. Ủa, em đại gia mà chị vô. Rồi, em muốn mua A2. A2 hả? 20 triệu. Em mua B6. Trời ơi. Rồi sao giờ không mua của nhau, phải mình mua của chương trình nè. Mở lượt mua mới. Mở đi. Bên em mua trước. Em mua A1. A1. Cái này B5, B7. A1, B5, B7. Mình mua cái đầu với cái B1. Đây nè. Bên đây muốn mua gì? B1, B3. Nhà nghèo mua 2 cái thôi. Mở ô chữ. Dạ.
ta. Ta. Hay là Linh gọi chiên đi em. Mua thêm chữ nữa không? Em mua mua này hả? Này. Em muốn mua. Bên kia hết lượt mua rồi. Em làm B4. B4. Đã nghèo rồi đó mà còn sang nữa nè. Mở. Câu này quen quá mà ta. Cái cây là bạn nông gia ta đây châu đấy đâu mà quảng công. Nam Hy gọi chiên. Sao em? Đập nha. Dạ. Em cho. Ừ. Cái cây là bạn nông gia ta đây châu đấy đâu mà quảng công. Ta đây châu đấy đâu mà quảng công, đúng không? Đây là đáp án. Sai. Sai. Trời ơi, đất ơi. Gần đúng. Nó đúng rồi chị ơi. Ba sao lên hả? Lên chứ. Sao em? Cấy cày là nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án. Sai. Cấy máy cấy cày. Cấy cày là sao bạn được cạn đúng không? Cấy cày là bạn nông gia, nghiệp. Ta đây trâu đấy đâu, ai đâu mà quản công. Đúng rồi. À, dưới thì đó rồi. Thì cứ là cái cày không phải là bây giờ cả hai đội đều không có còn quyền để mua nữa. Ờ, được lên được bên đây có gõ chiên hay không, nếu không thì bên bà Zo sẽ lên. Thì nãy em đọc chỉ đúng okay. Cái kiểu cái cày thôi mà cái cày là giống như bản đọc nãy rồi. Ba là bản mà đây đã đâu đọc đi. Một. Cái cày là nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Vẫn sai. Vẫn sai. Sai một từ. Bà Zo lên. Trời ơi. Tiết lộ tới đó rồi đó. Cũng này mình đoán được. Cấy cày lập nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Cái chữ chưa? Chốt. Đó là đáp án. Sai. Còn một quyền trả lời cuối cùng của Thu Thủy. Chị lên nói đi. Chị có biết đâu mà nói. Nghe vậy thôi. Vậy thì anh sẽ mời đội bên đây bùng nổ có câu trả lời không nào? Trời sao dữ. Cấy cày lập nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Đó là bạn sai. Mời em hết quyền trả lời. Như vậy là các bạn đã không thể nào đưa ra được đáp án chính xác ở cái câu cày dao này. Anh sẽ đọc cho các bạn nghe. Cấy cày vốn nghiệp nông gia. Cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Rất là tiếc thưa quý vị, ở cái câu này hai nhà tốn rất nhiều tiền. Tốn rất nhiều tiền. Hết tiền luôn rồi. Nhưng vẫn không có được đáp án. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ còn một cơ hội nữa cho cả hai đội nha. Câu số 3. Mời ô chữ. Mời các bạn mua ô chữ. Mình mua tiếp. Em mua đi. Mua đi, chọn câu khác đi. Chọn cái khác đi. Ừ. Mình chọn cái A3 đi. Ừ. A3 đi. B5 đi. B5. B8. B7. B1 đi. Mua A3, hết luôn nguyên B1. Cái dãy của người ta luôn. A3, B5, B1. Có 2, 3 còn cái. Còn bùng nổ à? Sao? Em chọn A1. A1. B4. Và B6 ạ. A1, B4, B6. Gợi ý. Câu ca dao thể hiện sự tiếc nuối về tình yêu của người đến sau. Mời ô chữ. Có ai đến sau không? Tình yêu ơi, tình yêu. Cái gì vậy? Dã man gì trời. Trời xong. Anh yêu em yêu anh. Hai đứa mình yêu nhau. Không yêu nữa thì thôi, anh bỏ em đi. Không yêu như lời đâu. Anh không muốn bất công với em. Điều em không muốn đây cùng đã đến. Vào một đêm lặng thinh. Bây giờ chuyển qua hát luôn rồi hả? Nè bây giờ mình trao đổi gì không? Trao đổi đi. Trao đổi đỡ tốn tiền nè. Vô nè. Giờ dạ, tôi có cái ô gọi là cái ô đầu tiên là chiến lược đó, có muốn mua không? Bên tôi cũng có những ô chiến lược đó, có muốn mua không? Tôi mua chứ. Bạn mua trước đi rồi mình mua. Tôi muốn mua cái ô B1 đó. À không, mua A3 có lẽ. A3 à? A3 có lý hơn. A3 à, không. Hả? A3 tầm thường quá, mua làm cái gì chứ, đúng không? Nhưng mà thường em muốn mua đó với một cái giá sao coi được đi. Không coi được đâu. Cái này là cái này là sai một chữ là đi một dặm nha, không có nào tầm thường được hết. Rồi bên đây ok. Là đồ không quạo là sắp phá sản rồi. Rồi ok, bển cũng còn có 10 triệu là cùng gì. Bán nhiêu nè?
20 anh. Rồi cái giá kỳ cục quá. Cái giá mà kỳ cục. Cái giá mà khó mang luôn. Bây giờ dù có mua hay không mua thì đội bên không quạo vẫn sẽ có thể là không quạo và vậy thôi mình là mở lượt bán mới đi. Vậy là cả hai đội đều muốn mở lượt bán mới đúng không? Lượt bán mới đi. Mở lượt bán mới, mời đội bùng nổ. Em muốn mua A4 B2. B7. A4 B2. B anh nghĩ B8. B8. Mua nhiều dữ vậy? A4 B2 B8 ta giàu em ơi. Bên đây mua ba ô nào không? Dạ A5 A6 đi anh. A5 A6 với lại B3. A5 A6 B3. Chơi chơi hết tiền luôn nha. Mở ô chữ. A5 A6 mới đoán ra được. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đúng. Câu dưới là ra đó. Hả? Ở đây là anh đã ra được cái dấu rồi. Cho nên là nhà giàu quá mà. Lên nè. Em có thua vòng này em cũng thắng chị mà. Vậy thôi. Nghe chú ý nghe nè, chú ý nghe nè. Bây giờ người đã đến sau như chim trong lòng như cá cắn câu. Như chim trong lòng như cá cắn câu. Đây là đáp án sai. Đang bán đi. Bên này có không? Có. Lên. Lên đi hả chị? Không mua hả? Không mua hả bác Trương? Không. Chữa tới một mình phải đáng chứ sao mình lên. Đáng hết rồi nè. Cho chị thắng chứ bộ cũng phải. Thắng thì cho cái gì không ra thắng được. Cái này mà không đúng nữa là thôi. Thôi cái chức học sinh giỏi xuất sắc cấp thành phố cấp huyện gì luôn nha. Ơi giờ chị mới biết em học sinh giỏi sắp xuất sắc mà bây giờ. Giỏi lắm chị ơi. Ba cấp 1, cấp 2, cấp 3 học sinh giỏi. Trả lời liền. Rồi. Bây giờ em đã có chồng như chim vào lòng như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ chim vào lòng biết thở nào ra. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Dù sao ta cũng đỡ quạo hơn rồi. Đỡ quạo rồi đó. Đỡ quạo hơn. Giống câu cuối. Bây giờ em đã có chồng như chim vào lòng như cá cắn câu. Nãy ba Zo đoán câu sau là đúng á. Và như vậy là 20 triệu dành cho đội không quạo. Vui quá, vui quá, vui quá. Chúng ta đã đi qua vòng 2. Điểm số tổng kết của hai đội như sau. Đội không quạo. Không quạo nha. Có số tiền 17 triệu đồng. Đội bùng nổ. Số tiền còn lại bây giờ là 18 triệu đồng. Hơn mình chút xíu à. Hơn đúng 1 triệu nghe. Hồi nãy mà lên đánh bậy cái thêm mất thêm 1 triệu. Là mình thua đó. Nhiều khi mình đại gia mình không để ý tới tiền bạc đó em. Đúng rồi. Cứ móc quăng ra, móc quăng ra như này. Không anh, tại vì em nhớ em còn cái vụ cấp vốn. À còn lần cấp vốn nữa đúng không? Như vậy là đội bùng nổ các bạn đã giành chiến thắng. Mặc dù khoảng cách không bao nhiêu nhưng bạn vẫn được bước vào vòng đặc biệt cùng với chương trình và chia tay đội không quạo nghe. Sao đội không quạo? Thua vẫn không quạo chứ. Dạ lỡ đặt cái tên đó rồi giờ có quạo cũng không quạo anh ơi. Chứ nó đặt cái tên khác là cái vợ cái mặt xụ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tên khác nãy giờ là buồn rồi đó. Nhưng không sao hết. Dạ. Cái mặt mình phải vui. Vui. Mắt Huy Thủy chị đẫm lệ luôn á. Nó tại lỡ đặt cái tên đó rồi. Hãy sao? Theo nó tới cùng. Nam Huy. Sao anh? Em thấy có quá khó không Nam Huy? Thật ra là đây là những câu mà ít nhất trong đời tụi mình đã từng nghe một lần rồi. Mà đến bây giờ là cứ như là Lâu quá rồi. Nhưng mà thôi ngày hôm nay em rất là vui khi mà đến với chương trình này. Chia tay Thủy Thủy và Nam Huy tại đây. Cảm ơn các em đã đến với chương trình. Còn đội bùng nổ sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón tất cả quý vị khán giả và hai người chơi của đội bùng nổ đã có mặt tại vòng đặc biệt, vòng mang tên chinh phục bảng vàng. Vòng 3 chinh phục bảng vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Mời hai em chuẩn bị nhìn lên trên bảng vàng để chinh phục nha. Mời ô chữ.
được mở 21 ô, vị chi mỗi câu mình được mở 7 ô. Tức là ba câu này nó đều là những cái không liên quan với nhau. Không liên quan, ba câu khác nhau đó. Dạ, ba câu khác nhau, rồi em hiểu rồi. Rồi, hai em muốn mở ô nào cứ nói. Dạ, cho câu đầu tiên. Chúng em quyết định mở rằng là ba từ ô A1 tới ô A3. 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 A3 thôi. A3. A1 tới A3. Đó, còn cái khúc dưới là mình là B4 đến B7 luôn ạ. Thiệt không? Còn cái khúc kia sao? Ờ thì thôi, B1, B2. B1, B2, B4, B8. B1, B2, B4, B8. Vậy là cũng mở có 7 ô thôi đúng không? A6 không anh? A6 luôn. A6, A6 luôn. A6 luôn. Nó mong chốt lắm. Mở hào phóng quá. B6 luôn nha anh. B6 luôn anh. B6 luôn. Chơi chắc ăn luôn. Rồi, khúc dưới nè. Chắc bền thôi, ok của em vậy được rồi. C1, C1, C3, C6. Ờ, C1, C3, C6. D2, D4, D7. Ờ. D5. Ờ, thêm C4 với D5. Câu trên mua thêm không? Thêm C4 với D5 thôi. C4, D5. Rồi, còn nhiêu dồn lại hết cho câu đầu tiên. À, câu cuối chứ. F1, F3, F6, F8. F1, F3, F6, F8. Rồi, đủ 4 ô. Thì sau khi cái này xong mình sẽ lấy từ trên mình đem xuống từ từ mình suy nghĩ. Để được rồi chưa? Dạ, dạ, dạ. Rồi, khỏi đổi ha. Dạ. Rồi, chơi luôn. Như vậy là các bạn đã quyết định nha. Mở ô chữ. Thời gian bắt đầu. Đôi ta lên núi lên gần. Em ra. Em ra. Bến mũi. Em ra đến mũi. Ai ơi cho. Ai. 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 Ai đi cho bể. Cho đầy. Ai đông cho bể. Đông đầy. Ai đông cho. Ai đông cho bể. Ai đi cho bể đông đầy. Ai ao cạn cho đầy. Cho đầy cò con. Ờ cho cò con. Đau lòng cò con cho. Ai. Hơi khó. Ai đông cho bể. Tập trung đoán câu 1 đi. Câu 1 đi ra gần hết kìa. Đôi ta lên núi. Đôi ta lên núi lên ghềnh em xuống ra... ghềnh. À, đôi ta lên núi xuống ghềnh em ra bến mũi. Câu 1 gợi ý câu ca dao thiên tình nghĩa gắn bó thủy chung san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh ơi anh gợi ý với em câu cuối được không ạ? Câu cuối. Câu ca dao mượn hình ảnh thiên nhiên để nói để công lao to lớn của đấng sinh thành. Là con cái đúng không ạ? Câu 2, câu ca dao là hình ảnh ẩn dụ về cuộc đời gian nan lận đận trong cuộc mưu sinh. Câu 1 đi. Câu ca dao thể hiện tình nghĩa gắn bó thủy chung, san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Đôi ta lên núi xuống gần. Người ta nói gần đi chung với cái gì chứ không phải là núi. Đôi ta lên núi gặp gần. Lên núi gặp gần. Lên núi lên gần. Gần hay đi chung với thác chứ đâu phải núi. Lên tháp xuống gần. Đôi ta lên tháp xuống gần em ra bến mũi. Bến mũi. Bến mũi là cái gì? À, thì ra đầu mũi. Ta kêu gì mũi rồi chịu sao á. À, anh ơi bây giờ đọc luôn câu trả lời luôn. Em không? Ra đứng mũi. À, chịu em ra đứng mũi bên anh chịu sao? Em biết câu cuối. Em rồi biết đọc cuối. Đi. Núi cao, biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ. Ghi lòng con ơi. Chốt chưa? Chốt à. Chính xác. Và thời gian cũng đã hết. Câu số 1 nè. Đôi ta lên thác xuống gần. Em ra đứng mũi để anh chịu sao. Hèn chi đọc tới đó mà vẫn chưa chính xác. Nãy nói bên anh là không đúng rồi. Rồi câu 2. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Thì đúng là cái câu này nó hơi xa lạ chút xíu. Đó. Nhưng mà câu 3 là cái câu tương đối quen thuộc, cho nên Emma đã đoán ra. Đó là núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ, ghi lòng con ơi. Và như vậy là các em đã trả lời đúng được một câu. 20 triệu đồng, xin chúc mừng. Nể phục Emma. Mà giỏi biết câu đó là nó giỏi rồi đó. Ngày hôm nay đội bùng nổ. Ban đầu có vẻ hơi e dè với cái sự mà e ngại về văn hóa ca dao tục ngữ của mình, nhưng không ngờ các bạn đã đi đến vòng cuối cùng và cũng đã giành được cái phần chiến thắng. Tại sao cô cuối cùng em lại sực nghĩ ra vào những cái giây cuối đó? Dạ tại vì em thấy anh Baguio đã cho những cái gợi ý là rất ít, em có 4 từ hả? Rất là may đó, nhưng mà đó là những gợi ý rất là quan trọng cho cái câu đó. Và sực nhớ ra được cái câu đó đã mang về cho đội mình 20 triệu đồng.
Ba Xô, mình tính cho tới nơi tới chốn, đúng không? Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Sao Hai Chữ cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Trong khi cái câu này rất dễ bởi mình hơi vội vàng. Sổ bên cái chiên của tôi vậy. Em chờ sẵn anh, chờ một cơm ai đó anh. Ừ, sai một cái là hốt liền phải không? Đúng. Lúc rồi. Nãy tụi em vì ngập ngừng cái đó mà tụi em quên mất đi lên. Bước lên đó.